Vâng, xin chào anh Phạm Huy Hiệu ở Yên Khánh, Ninh Bình. Anh Hiệu có mua bên em bao gồm là hai bộ mic không dây màu vàng gold sử dụng bằng pin AA, chúng ta hay gọi là pin con thỏ. Thì bây giờ em sẽ tiến hành cái test cái sản phẩm này trước khi gửi hàng cho anh. Em sử dụng một cái mạch micro để chúng ta kết nối với hai bộ mic này để chúng ta test sản phẩm nhé. Và hiện tại với cái sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 590.000 một bộ hai mic. Thì cái mic này nó sử dụng bằng pin con thỏ thì nó rất là đơn giản, nó giống như cái mic karaoke gia đình thông thường đấy, thì nó phù hợp lắm. Sóng nó sử dụng bằng sóng UHF. Đây, đây là một bộ sản phẩm này. Nó sẽ có bao gồm là một cái mạch thu và hai tay micro. Thì ngoài ra thì bên em còn có tặng kèm theo cho anh một cái jack cắm 5 chân nữa. Thì lát mà có gì gửi hàng thì em sẽ bỏ thêm vào. Rồi. Ở các cái mic này thì ở kỹ thuật bên em á thì các bạn ấy đã liên kết cái mic này với mạch thu rồi. Nhưng mà nếu mà trong một cái trường hợp nào đó mà chúng ta sử dụng á, không may mà cái mic này nó không liên kết được sóng với mạch thu, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cách để chúng ta reset lại để cho nó liên kết với nhau. Đây, đầu tiên cho anh lắp nguồn vào, anh sẽ tắt hai cái mic này đi. Rồi. Và anh sẽ dùng một tay nhấn giữ cái nút set tần số này, nhấn giữ nhá. Một tay nhấn giữ cái nút nguồn. Đến khi nào mà nó vẫn giữ nguyên tay nhá, đến khi nào nó nhấp nháy như này chúng ta thả cả hai tay ra. Cái tai mic số 2 chúng ta cũng làm vậy, nhấn giữ nút set này. Nhấn giữ nút nguồn đến lúc nào nháy thì chúng ta thả ra. Thả ra. Hiện tại bây giờ xong cái này tắt. Nếu mà nó tắt chúng ta lại tắt nguồn lại, chúng ta làm lại từ đầu. Rồi. Như vậy là hai tay mic, cái pin này nó kiểu như nó lệch sao trời. Rồi bây giờ là hai tay mic này nó đang nằm ở trong trạng thái là nó dò sóng, nó dò xung quanh xem ra là cái mạch nó đang thu là cái sóng gì để nó liên kết với nhau. Thì sau khi chúng ta làm hai mic nó như vậy rồi, chúng ta sẽ cấp nguồn vào cái mạch thu này. Thì anh để ý trên mạch thu này nó sẽ có hai bóng đèn xanh dương, nó sẽ nhấp nháy khi nào mà hai bên này, mỗi một bên nó nhấp nháy 4 cái là như vậy là nó đã liên kết thành công. 1 2 3 4. Đấy. Thì nó đã nháy lên, có nghĩa là nó đã được tiếp nhận cái sóng giữa hai cái tai mic này với mạch thu với nhau rồi. Thì chúng ta sẽ nhấn cái nút nút set này cái này. Nó dừng lại. Nhấn nút set, anh nhìn bóng đèn màu xanh này. Đấy, khi chúng ta nhấn nút set ở trên đây nó dừng hai cái thông số này thì rõ ràng ở trên mạch thu này nó sẽ sáng hai bóng led. Có nghĩa là hai tay mic này nó đang được liên kết với cái mạch này và sóng đang thu và nó báo là bóng đèn xanh đang thu rất tốt. Thì bây giờ đầu tiên em sẽ test xét cái tần số của cái tay mic này. Anh nhìn lên đây, cái mạch này nó sẽ bóng đèn xanh nó sẽ nháy. Cái này cũng vậy. Như vậy là chúng ta thay đổi tần số bình thường. Mạch hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ test mic nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy là hai cái mic, tất cả các bộ mic này hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên bộ đầu tiên này. Cái mic này chúng ta có thể hoàn toàn thay thế vào trong cái mic ở trong loa kéo, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng lắp vào trong những cái âm ly, hoặc là lắp vào trong những cái lọc xì hay là cái quai hay cái gì đó. Tóm lại là những cái thiết bị gì mà nó có cái lỗ cắm mic thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp cái mic này vào để chúng ta sử dụng bằng mic không dây chứ không cắm bằng mic có dây nữa. Những cái gì có lỗ cắm mic đều đều có thể làm được các bạn nhé.
ví dụ như là lọc xì này, âm ly này, vang số, vang cơ hay là cái gì mà nó cứ có cái lỗ cắm mic thì chúng ta đều có thể làm được. Đây là bộ số 01 này. Đây là cái ký hiệu ở trên cái bộ số 1 anh nhé. Ok, em sẽ để cái bộ số 1 sang bên và chúng ta sẽ tiến hành test cái bộ số 2. Tiếp theo sang cái bộ số 2. Nó cũng sẽ có một mạch thu và hai tay mic. Thì cái bộ lúc nãy là em hướng dẫn cho anh cách để chúng ta liên kết lại sóng với nhau thôi. Chứ còn cái bộ này thì tất cả các bộ thì bọn em bên kỹ thuật bên em cũng đều đã làm sẵn hết rồi. Về nhà các anh chỉ kịp kết nối và sử dụng thôi. Không cần phải dò lại. Bây giờ em lắp vào và em test luôn. Đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, em đổi tần số của từng mic một này. Nó nháy này, đấy. Ok, như vậy là cái bộ số 2 này hoạt động rất là tốt. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm tương tự như thế này, hoặc là bên mình còn một số các cái sản phẩm mic khác nữa, màu đen, màu bạc xanh, màu tím hồng, rồi rất là nhiều các cái mẫu khác, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như ở trên tiêu đề video, hoặc là các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên mình có bán hàng ở trên Sen Đỏ, Shopee và Lazada. Các bạn lên đó để đặt hàng cũng được nhé. Và đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Ok. Như vậy là em xin cảm ơn anh Phạm Huy Hiệu ở Ninh Bình đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.